Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Sao đây, sao đây? Theo con gái hay là theo con trai đây? Tôi nghĩ nên theo cô gái đi. Lát nữa bắt cóc thằng kia không có ai trả tiền chuộc đâu. Nè, bỏ đi bỏ đi. Hay là thôi đi, bắt cóc người ta thất đức lắm, đừng làm nữa. Trời, anh điên rồi hả? Đã nhúng chân vào rồi, dù sao cũng phải ra tay chứ. Nói một cách nghiêm túc, chân của tôi vẫn chưa nhúng vào, còn có thể rút lại được. Nè, tôi mời anh uống trà sữa, ăn bánh sandwich nghe. Anh bệnh hả? Không phải nói với tôi phải lấy lại tôn nghiêm sao? Bây giờ cái chai muối ở trước mặt của anh rồi, anh đừng có nói là anh không dám đụng vào nha. Ai, được rồi, rút thì rút. Tôi coi tới đó, lấy cái gì ra cho con trai đi học ha. Bỏ đi bỏ đi, lái xe đi đi, tôi đạp số giùm anh. Nè, anh điên hả? Anh nhìn cái cô đó đi, dùng toàn đồ hiệu mắc tiền. Bạn trai cô ta cho tiền cô xài kiểu này, cho chúng ta còn hay hơn, có phải không? Tóm lại dù sao cũng phải làm thôi, cứ liều đi, có chơi có chịu mà. Anh trai, gì vậy? Tôi có chuyện gấp, cần đi qua đường ra giá đi. Chúng tôi chỉ chở hàng thôi. 200 có đi không? 400, lên xe liền. Đi luôn. Alo anh Phát, em sắp đến rồi, đừng có giận nữa không cái nào ha. Được, lát nữa gặp nha, bye bye. Nè, 400 nè. À, cảm ơn người đẹp nha. 400 còn nói quá. Ê, trời, sao cái cô này không đóng cửa vậy? Nè, có phải không vậy, những cô gái này. Người đàn ông này tên Lãnh Phát, thì ra chính là hắn. Cá cược cũng không có chuẩn vậy. Chà, cô gái này đi cắm sừng khắp nơi vậy. Anh nghĩ cô có khi nào mình bắt một người mà lấy được tiền chuộc hai bên luôn không? Nè, hay là mình đợi thêm chút xíu nữa, có thể có người thứ ba, người thứ tư nữa. Ây da, trời, sao anh đánh tôi vậy? Anh biết hắn ta là ai không? Kiếm được tiền cũng không có mạng hưởng. Ai mà lợi hại vậy chứ? Hắn chính là Lưu Tường Phát, ta đánh của đại ca xã hội đen Tưởng Long. Cái gì chứ, thì mình cũng có thể bắt cóc cô ta, cùng lắm thì lấy tiền chuộc của tên áo vest thôi là được. Nè, tôi nghĩ con nhỏ này cũng đâu có dám nói cho anh Phát cô ta đã cấm sừng hắn chứ. Đám người bọn họ hởn chút là chém chém giết giết, hắn biết được anh bắt cóc cô gái đó, hắn mặc kệ anh cấm sừng hay là thế nào, chặt đầu của anh ra trước đó. Cũng phải hả? Không cần nghĩ nữa, bỏ ý định đi. À, đúng đúng, không chừng ra lệnh cho giang hồ giết mình, tới lúc đó bỏ chạy cũng chạy không xong nữa. Thôi chạy thôi, chạy thôi. Chạy chạy, đi thôi đi thôi, nhanh lên. Lệnh giết giang hồ hả? Đợi khi họ cảm xúc thăng hoa, lúc đó chuyện gì cũng mặc kệ rồi mới chụp họ. Cũng đúng, nhưng mà lần trước anh nói là không được bắt cóc, như hôm nay anh lại đi chụp lén người ta là sao? Bắt cóc khác mà, lại phải tìm chỗ chứa con sâu, lại dễ bị người khác tìm ra, bị người ta bắt được có nặng tội hơn nhiều. Bây giờ mình chỉ chụp vài tấm hình đơn giản thôi. Không phải, cho dù là bắt cóc hay là tống tiền thì cũng sẽ bị bắt thôi, có gì khác nhau đâu. Không đúng rồi, hiện giờ chúng ta đang chụp hình giùm họ để lưu niệm thôi. Cô ta cảm thấy đẹp thì sẽ bỏ tiền mua, không vừa ý thì đừng có mua. Đây gọi là giao dịch đàng hoàng đó. À, nói cũng phải ha. Nè, anh nghĩ cô gái đó sẽ đi tìm anh Phát để cầu cứu phải không? Nếu như anh ra ngoài lăng nhăng, anh có cho vợ anh biết không? Đến lúc rồi, ra tay. Ê, không ổn rồi, hay là xuống xe coi thử đi. Sao đây, mấy người muốn gì? Nè, nói chứ sao phải tìm chỗ thúi vậy mà bàn chuyện vậy? Nói nhảm gì chứ, chọn chỗ nào tới lượt anh nói chuyện hay sao? Hình mà tôi gửi trên xe cho anh nhận được rồi chứ? Nhận được rồi. Anh có biết cô là ai không mà anh dám đụng cho cô ta hả? Ê, tôi không có biết, tôi quen cô ta quán bar thôi, tôi đâu biết cô ta là ai chứ. Anh có từng nghe có một đại ca xã hội đen tên Tưởng Long không? Cô ta là bạn gái của tay đánh của anh Long, Lưu Tường Phát. Họ bên trong xã hội đen thì là xuất thân từ tay đánh hết, giết người như kiến á.
Nè, cô ta nói với tôi cô ta độc thân mà. Tôi đâu có biết nhiều vậy. Anh tự mình coi đi. Anh nhìn coi cô ta có độc thân không? Người này chính là anh Phát đó. Lần này cô gái cô ta phỏng tay rồi. Anh Phát á, đã ngửi trúng mùi ăn dụng của bạn gái anh ta rồi. Còn nói chứ cần tìm được thằng đàn ông đó thì chém chết hắn liền. À, khoan đã. Bây giờ hai anh muốn cái gì đây hả? Lần này thì giúp cho anh á, 1 triệu đô thôi. Nếu không á, thì chúng tôi sẽ gửi hình cho anh Phát. Tôi nghĩ anh Phát cũng muốn biết ai là người dán cắm sừng. Đến lúc đó sẽ không thiết lệnh giang hồ chém giết rồi. Anh thì chết chắc nha. 1 triệu đô? Tôi làm gì có nhiều tiền vậy? Mày vẫn muốn gạt chúng tôi hả? Cho con nhỏ đó nhiều tiền như vậy. Chúng tôi điều tra rồi. Anh đưa cô ta mấy chục ngàn không tiền sao? Muốn lừa chúng tôi hả? Tiền tôi chi tiêu lên người của cổ hết rồi. Tôi không còn nhiều tiền vậy. Vậy 500 ngàn có không? Không luôn. Tôi nghĩ chắc là bây giờ anh muốn đi gặp anh Phái rồi. Tới lúc đó không đơn giản chỉ là đánh thôi đâu. 200 ngàn. Cái gia tài của tôi chỉ còn 200 ngàn thôi. Lấy luôn. Đã chuẩn bị xong rồi tôi mới báo nhận tiền ở đâu. Đừng có giỡn mặt nha. Cô. Nè, anh không sao đấy chứ? Sao mặt mày tái xanh như vậy? Không có gì. Vậy anh tìm tôi gấp vậy đi làm gì hả? Tôi có chuyện gấp cần phải rời khỏi Hồng Kông. Trước đó không phải nói 1 triệu sao? Vậy thì 1 triệu. Tôi có mang sách cổ phần chuyển nhượng qua rồi. Tài liệu tôi đã ký xong hết rồi. Anh viết xét cho tôi là được rồi. Lần này coi như anh có lời đó. Tôi biết anh cho tôi lời. Anh đến sớm như vậy thì tốt rồi. Bây giờ thiệt là quá trễ rồi. Sao vậy? Tôi giảm giá rồi. Anh chê tôi muộn quá hả? Không phải là tôi chê anh. Trước đó anh nói là cần tới 2 triệu. Vậy tôi đi đâu tìm 1 triệu cho anh nữa đây chứ? Cho nên là tôi đã qua Macau. Kết quả thua còn lại có 500 ngàn. Không phải chứ. 500 ngàn. Lần này thiệt là đổ tiền xuống biển rồi. Xin lỗi nha. Tôi không giúp được anh rồi. 500 ngàn thì 500 ngàn. Anh mau viết xét đi, tôi đi lấy tiền liền. Tôi đang ở trạm rác rồi. Cái tên đó không có để lại tiền. Hả? Anh đã tìm kỹ chưa? Lục hết rồi, 1 xu cũng không có nữa. Cái tên này to gan vậy. Nè, anh ở đó canh chừng nó đi. Được rồi. Tóm lại nếu hắn không đến thì tôi lập tức gửi hình cho anh Phát. Đừng có manh động nha. Xem kỹ lại đã. Bộ điên hả, còn xem gì nữa. Tôi muốn tìm hắn đập cho 1 trận đây nè. Ê, tôi có điện thoại không nói nữa. Ê, tôi tới đầu thôn rồi nè. Mở cửa. Có phải để gọi gái không? Có nhiều gái lắm đây. Cái gì vậy? Vào nhà đi. Wow, ơi, mở bạc ti hả? Sinh nhật của anh à, sinh nhật vui vẻ nha. Không phải là sinh nhật của tôi. Tôi cố tình nấu bữa ăn này để cảm ơn anh đó. Cảm ơn tôi gì chứ? Anh còn giả vờ nữa. Có coi tôi là bạn không vậy? Lần trước ở quán bar, không phải anh nói cho Tết đó một bài học hay sao? Anh còn kêu tôi khoan dùng tiền ra giải quyết vấn đề nữa mà. Phải. Vậy chắc là anh ra tay rồi. Thẳng lên công ty của tôi đòi ký hợp đồng với tôi. Nó là 1 triệu là bán cho tôi. Tôi thấy hắn còn giữ passport, phiếu lên máy bay. Chắc là sợ tới phải bỏ chạy luôn rồi. Hèn gì không tìm được hắn thì ra bỏ trốn rồi. Anh còn tìm hắn nữa, muốn đánh hắn thêm 1 trận hả? Tôi muốn xem hắn có phản ứng thế nào thôi. Nhưng mà anh đã làm gì hắn chứ mà hắn lại sợ đến như vậy hả? Anh đúng là may mắn mà. Anh có biết bạn gái của tên Tết đó bắt cá 2 tay. Hả? Người đàn ông còn lại chính là tay đánh của Tưởng Long anh Phát. Không phải chứ, trùng hợp dữ vậy sao? Chính là trùng hợp vậy đó. Tôi nói với hắn nè, anh cua bạn gái của anh Phát. Nếu như anh Phát biết mình bị cấm sừng giận dữ lên rồi, 100 mấy người đã chém chết anh đó. Chém anh tới thành thịt bầm luôn. Nên hắn sợ mới chạy mất dép đó. Anh nói phô trương như vậy, hắn tin anh thiệt đó hả? Hắn có thể không tin, nhưng hắn có thể hỏi con nhỏ đó mà. Bạn gái của hắn nói thì không lý nào không tin. Lợi hại. Lần này thiệt là phải cùng anh 1 ly. Thank you so much. Có gì đâu, tôi chỉ nói vài câu thôi mà. Cảm ơn. Giúp anh rồi mà tôi không được 1 xu nào hết. Tức thiệt chứ. Tôi có bất ngờ này cho anh nè. Là gì ạ? Anh đã giúp cho tôi. Tôi có cái này coi như là cảm tạ cho anh. Mang đi cho nhất ca là quỹ giáo dục đi.
500 ngàn.